Xuân Trường, Minh Long và Văn Thanh tái hiện màn cô vợ gây sốt 3 năm trước khi cùng đi dự tiệc cưới công phượng. Có những thứ không bao giờ thay đổi, một trong số đó là tình bạn và sự lầy lội của bộ ba Minh Long, Xuân Trường và Văn Thanh. Mới đây Xuân Trường đã chia sẻ đoạn video clip bản hit một nhà cùng những người bạn thân thiết như Minh Long và Văn Thanh. Chắc hẳn các fan của chàng hip sẽ thấy khung hình quen quen phải không nào. 3 năm trước, những người bạn lầy lội này đã từng cover bài một nhà gây sốt mạng xã hội. Cả ba thậm chí còn khéo léo chọn trang phục sao cho giống nhất với hình ảnh của ba năm trước. Họ ngồi theo đúng thứ tự Văn Thanh, Minh Long, Xuân Trường từ trái sang phải. Văn Thanh mặc áo đen, đội mũ ngược, Minh Long mặc áo ngủ cùng chiếc gối kê cổ màu tím còn Xuân Trường vẫn trung thành với áo trắng. Xuân Trường viết, có những điều không bao giờ thay đổi. Quả thật dù cho sự nghiệp, công việc của họ đã rẽ sang nhiều hướng khác nhau, không còn nhiều dịp tập trung trong cùng một đội bóng nhưng tình bạn của bộ ba này vẫn luôn như vậy, vẫn vui vẻ, lầy lội hết cỡ khi ở bên cạnh nhau. Video cô vừa này được Xuân Trường và hai người bạn thực hiện khi có dịp hội ngộ tại Phú Quốc, nơi diễn ra tiệc cưới của công phượng vào ngày 18 tháng 11.